Vâng ạ, bởi vì khi chúng tôi làm một số những cái nghiên cứu về về ảnh hưởng của bạo lực học đường ạ. Vâng ạ. Vâng, rất là cảm ơn cô Hương ạ. Các thầy cô nghe có được rõ không ạ? Cô Hương và các thầy cô nghe âm thanh như này có được rõ không ạ? Được rõ ạ. Dạ vâng. Vâng ạ, vừa rồi thì các thầy cô cũng đã được nghe cô Hương chia sẻ về những cái khái niệm, những cái hình thức của bạo lực học đường. Và chúng ta thì nói rất nhiều đến những cái hậu quả khác nhau của bạo lực học đường. Tuy nhiên trên thực tế ạ, trong cái nghiên cứu của tôi thì có đề cập đến một cái khía cạnh là bạo lực học đường ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh, và điều này được thể hiện rất là rõ ràng. Chúng ta cũng đã biết rằng là bạo lực học đường thì nó gây ra những cái tâm lý, những cái cảm xúc tiêu cực cho cả ba đối tượng. Dù là đối tượng đầu tiên thì hiển nhiên rất rõ rồi ạ, là nạn nhân của bạo lực học đường thì sẽ bị để lại những cái tâm lý rất là tiêu cực, như là cảm giác lo lắng, cảm giác sợ hãi, cảm giác bất an. Và cái cảm xúc tâm lý này nó không phải chỉ diễn ra tại một cái thời điểm mà các em là nạn nhân đâu, mà có thể nó sẽ còn kéo dài rất rất nhiều sau này. Trên thực tế ạ, khi mà tôi làm việc với những cái ca cần hỗ trợ tư vấn tâm lý ạ, có thể là những cái ca này khi các em đã trưởng thành rồi, các em đã lớn rồi, thế nhưng mà những cái tổn thương trong cái đời sống tâm lý của các em trong quá khứ, và những tổn thương này nó liên quan đến cái yếu tố trong quá khứ các em đã từng bị bạo lực, từng bị xâm hại, nó vẫn ảnh hưởng đến rất là rõ về sau này. Ngoài ra, bạo lực học đường còn ảnh hưởng cả đến người là gây ra cái bạo lực này. Ở đây chúng ta có thể gọi là thủ phạm đấy ạ, hay là trong từ một cô giáo nào đó đã viết trong cái phần box chat là liệu có thể gọi bằng cái từ khác không, thì mình cũng có thể gọi là người gây bạo lực. Người gây bạo lực thì như cô Hương đã phân tích ở ban đầu, lúc đầu ạ có thể là sẽ có những cái trạng thái tâm lý là thỏa mãn, hả hê, nhưng về sau ạ, cái trạng thái tâm lý có thể để lại là cái cảm giác tội lỗi, cái cảm giác lo sợ, cái cảm giác bất an. Người chứng kiến cũng như vậy ạ, người chứng kiến cái hành vi mà bạo lực này, thông thường ạ, tất cả những cái cảm xúc để lại đều là cái cảm xúc tiêu cực. Và tất cả những cái cảm xúc này thì nó sẽ là cái nguyên nhân của những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các thầy cô cũng biết rằng là cái vấn đề sức khỏe tâm thần thì nó có một cái mối quan hệ rất là chặt, và nó sẽ được thể hiện thông qua những cái biểu hiện như là biểu hiện về cảm xúc, biểu hiện về hành vi của cái người có vấn đề sức khỏe tâm thần. Do vậy ạ, bạo lực học đường là một trong những cái nguyên nhân cơ bản nhất gây ra vấn đề sức khỏe tâm thần ở những cái đối tượng liên quan. Đặc biệt ở đây ạ, chúng tôi nói đến cái đối tượng là học sinh, là những người ở trong trường học. Trong cái chủ đề này thì sẽ không có cơ hội để được đi sâu cùng với các thầy cô thế nào là bạo lực, thế nào là sức khỏe tâm thần, thế nào là sức khỏe tâm thần học đường, và những cái nguyên nhân cụ thể hơn của cái vấn đề sức khỏe tâm thần học đường. Tuy nhiên ạ, xin được khẳng định lại một lần nữa trong cái chủ đề này là bạo lực học đường là một trong những cái nguyên nhân rất là quan trọng, những cái nguyên nhân cơ bản nhất gây ra vấn đề sức khỏe tâm thần học đường mà chúng ta đang nói đến hiện nay. Và sức khỏe tâm thần học đường ạ, nó không phải là đợi đến khi gặp những cái vấn đề về rối loạn tâm thần như là trầm cảm, như là lo âu thì lúc đó mới là bị gặp phải cái tình trạng sức khỏe tâm thần đâu, mà những cái nguy cơ ạ của vấn đề sức khỏe tâm thần nó sẽ đến từ những cái lo lắng, những cái bất an, những cái cảm xúc tiêu cực. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có một cái mối tương quan rất là chặt ạ, một cái mối liên hệ rất là chặt giữa những cái vấn đề về bạo lực học đường đang xảy ra trong trường học với những cái vấn đề sức khỏe tinh thần của những cái người liên quan. Vâng ạ, ở đây ạ, bạo lực học đường nó sẽ còn ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau nữa, chứ không phải là vấn đề sức khỏe tâm thần. Sau đây thì chúng ta sẽ xem lại cái phần share màn hình của cô Hương ạ. Cô Hương ơi, nhiều cô Hương có thể share tiếp màn hình để nói về những cái hậu quả của bạo lực học đường ạ. Xin phép với các thầy cô ạ, là cái chủ đề về sức khỏe tâm thần, có lẽ là nếu như được thầy Thái cho phép ạ, và nhóm chỗ cô Mai cho phép, thì sẽ sớm trở lại cùng với các thầy cô trong một cái chủ đề gần đây. Và trong cái vấn đề sức khỏe tâm thần thì nó còn có một cái yếu tố nữa là áp lực học tập. Áp lực học tập ạ, một dạng nào đó mà nếu như mà cha mẹ thầy cô ạ áp lực nhiều quá với học sinh thì nó cũng trở thành một cái dạng bạo lực đấy ạ.
Vâng, tuy nhiên là trong cái chủ đề này ngày hôm nay thì sẽ không dành thời gian để nói quá sâu mà sẽ quay trở lại để nói trong một cái chủ đề khác ạ. Có thể chủ đề sẽ xin được đặt tên là sức khỏe tâm thần, học đường, cách thức phòng ngừa và những cái yếu tố liên quan. Vâng, ở đây ạ, chúng ta thấy trong cái mối quan hệ giữa bạo lực học đường với sức khỏe tâm thần ạ, một học sinh mà có cái vấn đề về bạo lực học đường thì rất dễ sẽ gây ra những cái cảm giác như là lo lắng này, sợ hãi, dễ bị nóng giận. Và những cái cảm xúc này nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cái em học sinh đó. Rồi ngoài ra có thể là sẽ bị bạn bè xa lánh, bởi vì khi mà một học sinh mà có những cái vấn đề về bạo lực như vậy thì các em, bản thân các em sẽ rất là cảm thấy lo sợ, cảm thấy bất an và tự mình thu mình lại. Do vậy những cái khả năng giao tiếp, những cái kỹ năng xã hội cũng bị ảnh hưởng. Và như vậy ạ, nếu như lại ở trong một cái môi trường mà bạn bè cũng không chia sẻ, một cái bầu không khí lớp học mà chúng ta cũng không tạo ra được một cái bầu không khí thực sự là an toàn, thực sự là yêu thương, thì rất dễ ạ. Ban đầu các em vì là nạn nhân, nhưng các em không nói được với ai, các em thu mình lại, các em có những hành vi ứng xử dường như ở trong mắt những người khác là bất thường, và lại cộng thêm bạn bè thầy cô không hiểu, thì rất có thể sẽ đẩy cái em học sinh đó trở thành bị cô lập, bị cô đơn. Và từ việc các em thu mình lại thêm cái việc các em xa lánh bạn bè thì nó sẽ dẫn đến cái việc rất dễ nhận thấy ạ, thể hiện ra việc kết quả học tập giảm sút. Kết quả học tập giảm sút nếu như mà thầy cô lại tiếp tục không hiểu thì lại nghĩ rằng là ở có thể thời điểm này các em lơ là học tập, các em lơ là học tập, và cộng thêm việc là bố mẹ lại cũng mong đợi rằng là con mình luôn luôn phải có những thành tích học tập cao, phải trở thành học sinh giỏi này khác chẳng hạn, thì lại tiếp tục dồn cái áp lực đó lên học sinh, và nó lại lặp lại một cái vòng như vậy ạ, lại gây ra những cái cảm xúc tiêu cực. Và từ cái việc là ban đầu có thể là liên quan đến bạo lực, nhưng ạ, lâu dần tích lũy lại như vậy, nó sẽ trở thành cái vấn đề sức khỏe tâm thần. Và một trong những cái yếu tố ạ, rất là nguy hiểm của vấn đề học sinh có gặp phải những cái khó khăn về sức khỏe tâm thần, đó là các em có thể là sẽ cảm thấy mất tự ti vào bản thân, không còn tin tưởng vào ai nữa cả. Các em có thể sẽ có những cái ý nghĩ tiêu cực, và thậm chí ạ, trong cái nghiên cứu về sức khỏe tâm thần học đường ở học sinh mà tôi đã từng nghiên cứu thì rất nhiều em nói rằng là mình chán sống, mình không thiết sống nữa, cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa, và các em đã từng có ý nghĩ tự tử, hoặc trên thực tế đã có những em ạ đã có cái hành vi tự tử. Vâng, xin được nói tiếp theo ạ, nhờ cô Hương chuyển tiếp một cái slide tiếp theo ạ. Vâng ạ, ở đây ạ, cô Hương ơi, không biết là mình có muốn nói đến thêm cái vấn đề hậu quả của bạo lực học đường đối với những cái yếu tố, những cái nhóm đối tượng khác nữa không? Trước khi chúng ta sẽ chuyển sang nguyên nhân ạ, ở slide trước hình như cô Hương đã đề cập đến, vâng, cô Hương nhắc, vâng, bạo lực học đường thì nó không phải chỉ ảnh hưởng đến học sinh, không phải chỉ ảnh hưởng đến tất cả những cái người liên quan trong cái vòng tròn bạo lực mà chúng ta nói đến ban đầu ạ, là thủ phạm, là nạn nhân, là người chứng kiến, mà bạo lực học đường còn để lại một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đối với trường học thì chúng ta thấy rồi ạ, nếu như một cái trường học mà không an toàn, không thân thiện, một cái trường học mà ở đó ạ, những cái hành vi bạo lực là những hành vi mà thường xuyên diễn ra và không bị ai lên tiếng, thậm chí ạ, những học sinh khác có thể còn cổ súy cho cái hành vi bạo lực, thì thực sự ạ, trường học đó không thể được coi là một trường học hạnh phúc. Và với một trường học không hạnh phúc thì rất khó để cho ở đó học sinh có thể được phát triển toàn diện nhân cách của mình, hay là những người tham gia vào trong cái ngôi trường học đường đó thực sự cảm thấy hạnh phúc hàng ngày. Và như vậy hiển nhiên là chất lượng giáo dục nó sẽ không thể tốt được, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là bạo lực học đường ạ cũng để lại những cái hậu quả rất là nghiêm trọng đối với gia đình. Nếu như ạ, một học sinh mà bị bạo lực và các em không có nói được với ai ạ, hiển nhiên quay trở về với gia đình thì những cái ảnh hưởng của bạo lực cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của các em, ảnh hưởng đến cái bầu không khí trong gia đình. Bên cạnh đó thì những cái bạo lực học đường này, như đã nói với các thầy cô từ ban đầu, đó là nó không phải là một cái hành vi diễn ra tại một cái thời điểm, sau đó chúng ta giải quyết ổn thỏa xong nó là cái việc đó kết thúc.
mà nó để lại những cái ảnh hưởng, đặc biệt là những cái ảnh hưởng về tâm lý ạ, những cái tổn thương về tâm lý rất nghiêm trọng và rất lâu dài. Rất nhiều trường hợp mà tôi đã từng có cơ hội được làm việc trong cái vai trò là người tư vấn ạ, khi mà phụ huynh đưa con đến để tư vấn thì có thể ban đầu ạ, thường thì phụ huynh sẽ đưa con đến khi mà các em gặp phải những cái vấn đề, những cái sang chấn tâm lý rất là nghiêm trọng rồi, có thể gặp phải những cái vấn đề như là bệnh lý về lo âu. Tôi đang làm việc với cả một trường hợp ạ, là một một bạn bạn đã đang trong độ tuổi thanh niên rồi, bạn đã 21 tuổi rồi và bạn gặp phải những cái biểu hiện về cái việc lo âu, và những cái lo âu này nó còn biểu hiện ra bằng những cái hình thức lo âu mà nghe ban đầu ạ thì có vẻ như nó rất là vô lý, lo sợ những cái thứ mà chúng ta thấy rằng là không không đáng sợ. Ví dụ như là bạn rất là sợ xà phòng, luôn luôn nghĩ rằng là có xà phòng dính trên người mình và khiến cho cơ thể mình cảm thấy bị ngứa ngáy, bị khó chịu. Nhưng mà những cái khó chịu này thực chất đã đến từ cái việc lo âu chứ không phải đến từ cái việc là những cái bệnh lý cơ thể như là viêm da. Và trong quá trình tôi làm việc với bạn thì lật lại trong cái lịch sử, trong cái quá khứ của bạn thì bạn đã chia sẻ rất nhiều về cái việc bạn đã từng có những cái lo lắng rất là lớn khi mà thời bạn ấy đi học mầm non, bạn ấy bị cô giáo dọa mỗi lần mà bạn kể rằng là mỗi lần mà ăn chậm này, hoặc là mỗi lần có những cái hành vi gì đó mà cô giáo không quản lý được thì rất hay dọa rằng nếu mà như vậy thì sẽ cho nhốt vào trong cái bể nước ấy, và ở đó có rất là nhiều chuột. Và bạn ấy có nói rằng là những cái nỗi lo sợ này của em nó đã xuất hiện khi mà em học mẫu giáo và nó cứ kéo dài như vậy. Nhiều lúc em nghĩ rằng là em đã quên nó đi rồi và nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em, tuy nhiên trên thực tế đâu đó ạ, trong những cái giấc mơ thì nó vẫn xuất hiện lại những cái lo lắng này. Ngoài ra bạn có kể đến rất nhiều những cái lo lắng khác khi mà bạn ấy đi học, ví dụ như là khi đi học thì những cái lúc mà kết quả học tập không như mong muốn thì bị bạn bè trêu chọc, thầy cô giáo lại phê bình, và dần 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 những cái lo lắng đó nó cứ tích lũy lại, và cho đến bây giờ khi bạn ấy đã là một cái bạn thanh niên 21 tuổi rồi và cái lo lắng của bạn ấy nó chuyển sang một cái dạng lo lắng bệnh lý. Cái hiện tượng ban đầu mẹ bạn đưa bạn đến là những cái lo lắng về những cái sợ như là sợ sợ xà phòng hạn, nhưng lật lại quá khứ thì chúng tôi thấy rằng những cái lo âu này nó đã đến từ những cái hành vi bạo lực học đường lâu dài mà bạn ấy đã gặp phải. Vâng ạ, có lẽ ở trong cái slide tiếp theo ạ, nhờ cô Hương sẽ cùng chia sẻ với các thầy cô về một số những cái nguyên nhân cơ bản dẫn đến bạo lực học đường được không ạ? Vâng, cảm ơn chị. Chia sẻ những cái hậu quả. Vậy thì trước những cái hành vi bạo lực như vậy ạ, ở trong môi trường học đường, thì những cái nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường trong trường học là gì? Thì ở đây chúng tôi có chia ra thành hai nhóm nguyên nhân. Có lẽ là trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến cái phần những cái nguyên nhân, và rất là mong có những cái cơ hội tiếp theo để có thể chia sẻ tiếp những cái nội dung liên quan đến những cái giải pháp để phòng ngừa cũng như là ứng phó. Về nguyên nhân thì có hai cái chúng tôi tiếp cận theo hai cái lý thuyết, đó là lý thuyết nhận thức hành vi và cái thứ hai nữa đó là lý thuyết hệ thống và sinh thái. Với cái lý thuyết nhận thức hành vi thì chỉ ra rằng là nguyên nhân dẫn đến cái hành vi bạo lực học đường đó là xuất phát từ cái đặc điểm của cá nhân học sinh. Vâng, cái đặc điểm của cá nhân học sinh ở đây á thì nó có những cái đặc điểm về tính cách, nhu cầu thể hiện bản thân của học sinh. Có những cái học sinh có tính cách hướng nội và có những cái học sinh có những cái tính cách hướng ngoại. Vậy thì với những cái học sinh có những cái tính cách hướng ngoại á thì đa số học sinh thường hay muốn sử dụng những cái hành vi về về bạo lực, và có những cái hành vi bạo lực. Còn với những cái học sinh có những cái tính cách có xu hướng hướng nội ạ thì lại thường có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực ạ. Đó. Hoặc là muốn cái nhu cầu thể hiện bản thân, đặc biệt là cái sự chuyển biến ở cái lứa tuổi tâm lý ạ, thì học sinh muốn thể hiện khẳng định cái tính mà muốn khẳng định bản thân mình rất là cao, và do vậy thì học sinh có thể lựa chọn một cái phương thức để thực hiện các hình mẫu để thể hiện bản thân mình. Và chính cái việc mà muốn thể hiện bản thân ạ thì nó chính là một trong những cái và học sinh muốn thông qua cái hành vi
muốn thể hiện cái sức mạnh của người khác, muốn thể hiện cái uy quyền của người khác ạ, muốn khẳng định cái giá trị của mình với người khác ạ. Và do vậy thì học sinh có thể sử dụng hành vi bạo lực. Hoặc là đôi khi ạ, giáo viên của chúng ta ạ, chúng ta cũng muốn khẳng định cái sức mạnh của mình, muốn khẳng định cái quyền của mình ạ, thì chúng ta cũng có những cái hành vi với bạo lực với học sinh ạ. Có rất là nhiều những cái học sinh khi mà đến với chúng tôi ạ, khi chúng tôi làm cái công tác tư vấn tâm lý hay là làm công tác xã hội tại trường học ạ, thì có những cái học sinh mà chúng tôi thấy rằng là có thể là cái nguyên nhân nếu như tìm hiểu ban đầu chỉ là cái sự xung đột giữa các bạn học sinh với nhau thôi ạ, giữa bạn học sinh này với bạn học sinh khác. Thế nhưng tuy nhiên ạ, sâu xa tìm hiểu ạ, khi tìm hiểu sâu xa cái vấn đề đằng sau cái hành vi này là gì ạ, thì chúng tôi mới thấy rằng đó là cái nhu cầu muốn thể hiện bản thân của các em, cái nhu cầu muốn thể hiện của bản thân của các em muốn thể hiện rằng là mình là người có giá trị ạ, mình là một người có giá trị, mình là người có sức mạnh ạ, mình là một cái người mà cũng có một cái quyền lực với người khác ạ. Và do vậy thì các em ý không muốn, các em có cái hành vi đó là gì? Đó là không muốn học sinh khác vào nhóm của mình. Đó là muốn có những cái hành vi là tung cái clip của các bạn ở trên lên trên mạng xã hội, vân vân. Đó. Hoặc là những cái đặc điểm của học sinh như là những cái ngoại hình khiếm khuyết ạ, những cái khiếm khuyết, đặc biệt là ở đây những cái học sinh mà khuyết tật hay là những học sinh trong cộng đồng LGBT ạ. Vâng, các bạn thường là những cái người mà khác so với những cái người người còn lại. Và những cái bạn học sinh mà không muốn, bởi vì vừa rồi chúng ta nói đến cái động cơ dẫn đến bạo lực đấy ạ, đó là không chấp nhận sự khác biệt ạ. Và không chấp nhận sự khác biệt. Và do vậy thì đôi khi những cái bạn mà có những cái ngoại hình có những cái khiếm khuyết về ngoại hình ạ, hoặc là trong cái cộng đồng thiểu số ấy ạ, vâng, thì lại thường hay dễ bị mọi người xa lánh hay là bị mọi người kỳ thị. Một cái điều nữa cũng xuất phát từ cái đặc điểm ở phía cá nhân của học sinh, đó là sự thiếu hụt cái kỹ năng sống ạ. Vâng, sự thiếu hụt kỹ năng sống, ví dụ như là không kiểm soát được cảm xúc thì đôi khi có thể dẫn đến cái hành vi bạo lực với người khác. Hoặc là cái kỹ năng như là nhận thức giá trị của bản thân, không nhận thức được giá trị bản thân, hoặc là kỹ năng không tìm kiếm được sự trợ giúp, hoặc là kỹ năng thiếu cái kỹ năng thương lượng hay kỹ năng giải quyết vấn đề, vân vân, thì rất dễ có thể trở thành nạn nhân. Như vậy thì cái đặc điểm cá nhân của học sinh, đặc biệt là cái đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh ạ, thì nó có thể dẫn đến học sinh trở thành thủ phạm hoặc là học sinh trở thành nạn nhân, hoặc nó cũng là yếu tố nguy cơ để học sinh có thể trở nguy có những cái nguy cơ dẫn đến mình là nạn nhân hoặc là có nguy cơ gây ra cái hành vi bạo lực, thì đó là xét ở khía cạnh cá nhân. Cái yếu tố thứ xét ở cái yếu tố thứ hai mà chúng tôi tiếp cận theo cái lý thuyết hệ thống sinh thái á, thì cái lý thuyết hệ thống sinh thái này thì các thầy các cô cũng đều biết, đó là trẻ thì nằm trong cái hệ thống, trong cái môi trường xã hội ạ, có những cái hệ thống vi mô, hệ thống tương tác, hệ thống ngoại vi hay là hệ thống vĩ mô mà chúng ta nói đến, đó là ba cái tầng hệ thống. Vâng. Vậy thì với cái hệ thống vi mô thì chúng ta đã vừa nói đến, đó là cái yếu tố cá nhân. Vâng, thế còn những cái yếu tố trong cái hệ thống tương tác hay là hệ thống ngoại vi, ví dụ như là gia đình ạ, ví dụ như là gia đình hay là môi trường học đường ạ, hay là cộng đồng, thì nó có ảnh hưởng đến cái hành vi bạo lực hay không? Vâng. Ví dụ như là gia đình ạ, ở đây chúng tôi đã chia ra ba cái cấp độ, ba cái cấp độ mà rõ nhất mà ảnh hưởng đến cái hành vi bạo lực của học sinh. Đó là yếu tố gia đình ạ. Chúng ta có ba cái dạng gia đình ạ. Vâng, đó, trong cái nghiên cứu tâm lý thì người ta thấy rằng là gia đình nó tồn tại ở ba dạng trong cái mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ. Cái thứ nhất đó là tin tưởng và bình đẳng. Thứ hai đó là mối quan hệ bàng quang và xa cách. Cái mối quan hệ thứ ba đó là nghiêm khắc và cứng nhắc ạ. Vậy thì chắc chắn là nếu như trong cái mối quan hệ mà tin cha mẹ và con cái có sự tin tưởng và bình đẳng với nhau thì cái câu chuyện bạo lực nó sẽ rất ít có nguy cơ xảy ra. Nhưng nếu như ở cái mối quan hệ giữa một mối quan hệ giữa bố mẹ với con cái ở mối quan hệ bàng quang và xa cách ạ, và hoặc là nghiêm khắc và cứng nhắc, thì đó chính là cái yếu tố nguy cơ ạ,
đó chính là cái yếu tố nguy cơ và là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng ạ. Chúng tôi vừa nói có thể nó là nguy cơ nhưng cũng có thể nó là cái yếu tố tác động đấy ạ, ảnh hưởng đến cái việc mà học sinh gây ra cái hành vi bạo lực. Sống trong một cái gia đình mà các thành viên không có sự yêu thương, sự chia sẻ hoặc là che chở, và hoặc là cha mẹ không thể hiện cái điều đó với con cái mà lại thường xuyên sử dụng bạo lực ạ. Vâng, hoặc là vi phạm những cái quy tắc hoặc là những cái chuẩn mực, hoặc là không có những cái kiểm soát về cảm xúc thì rất dễ dẫn đến cái con em mình có cái hành vi về bạo lực. Cái điều này để chúng ta thấy rằng là các thầy cô giáo có thể nhìn thấy những cái học sinh của mình có cái hành vi bạo lực ở trong trường học ạ. Vâng. Nếu như chúng ta chỉ giải quyết ở cái phần ngọn đó là chấm dứt cái hành vi bạo lực đó thì đôi khi chúng ta không giải quyết được cái tận gốc của vấn đề, mà chúng ta luôn luôn cần nhìn nhận cái học sinh trong cái hệ thống sinh thái của họ, trong cái môi trường gia đình của họ, trong cái môi trường học đường của các em và trong cộng đồng ạ, trong cộng đồng, cái môi trường xã hội mà các em sinh sống. Như cô Nguyệt đã chia sẻ, có rất là nhiều những cái ca tư vấn khi đến với phòng tư vấn của chúng tôi, phòng công tác xã hội của chúng tôi, thì chúng tôi thấy rằng là đằng sau cái hành vi bạo lực của các em ạ, đó chính là các em bắt chước cái hành vi của cha mình, của mẹ mình, của cách đối xử của cha mẹ của những thành viên trong gia đình với nhau. Tức mọi người hãy sử dụng, mọi người giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, bố mẹ giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng bạo lực, giải quyết mâu thuẫn bằng những cái lời xúc phạm ạ, bằng cái nắm đấm ạ. Vâng, thì học sinh sẽ có những cái hành vi đó với bạn bè của mình, với những thành viên đó trong trong gia đình. Thì đó chính là cái yếu tố gia đình. Và chắc chắn rằng là khi mà chúng ta đưa ra cái giải pháp về phòng ngừa ạ, thì chúng ta cũng cần quan tâm đến cái yếu tố này, đó là cái yếu tố gia đình ạ. Và các thầy các cô cũng, và cái điều này nó cũng nhắc nhở cho chúng ta một điều, đó đó là gì ạ, đó là khi chúng ta giải quyết những cái vấn đề bạo lực của học sinh thì bao giờ chúng ta cũng tìm hiểu hay là chúng ta sẽ liên hệ với gia đình để cùng hỗ trợ con em của họ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực. Cái môi trường thứ hai mà chúng ta nói đến ở đây đó là môi trường học đường ạ. Vâng, nói đến cái môi trường học đường thì nó có thể có rất là nhiều, đó là văn hóa của nhà trường. Và trong thực tế ở đây ạ, đó là cái nền, nếu như một cái nhà trường mà quá coi trọng cái yếu tố về giáo dục kiến thức ạ, vâng, mà coi nhẹ cái vấn đề về giáo dục con người ạ, thì nó cũng có thể dẫn đến cái hành vi bạo lực. Hoặc là cái vấn đề về áp lực học tập ạ, áp lực học tập. Như cô Nguyệt đã chia sẻ, có rất nhiều những cái học sinh mà dẫn đến cái từ cái áp lực học tập mà có thể có những cái hành vi liên quan đến đến bạo lực. Và đặc biệt nữa đó là cái cách ứng xử của giáo viên với học sinh ạ. Và cách ứng xử của giáo viên với học sinh, có rất nhiều học sinh đến với phòng công tác xã hội chia sẻ rằng là cô giáo của con đối xử bất công bằng lắm ạ. Cô ấy chỉ coi cái bạn kia là con cưng của cô thôi ạ. Còn cứ luôn luôn coi con là học sinh cá biệt. Bảo cái điều gì thì chúng tôi có hỏi lại là vậy thì cô giáo đã thể hiện cái điều gì mà con lại cho rằng cô giáo có cái đối xử bất công như vậy? Thế bạn ấy nói rằng là cái bạn kia học sinh bạn ấy ngoan hơn ạ, bạn ấy hình như học giỏi hơn con ạ. Đó mà cô luôn luôn coi con là cá biệt bởi vì con có cái việc mà chống đối lại cô. Vâng, hay là con có cái việc đó là nói chuyện riêng với các bạn khác. Và do vậy thì đây chính là lý do mà con phải muốn xử lý cái đứa con cưng của cô. Vâng, để cho rằng là nếu như mày là con cưng của cô thì tao cũng có giá trị. Và bạn ấy sử dụng đúng đúng với cái bạn kia là như vậy, sử dụng mày tao luôn. Đó, và các bạn ý nguyên nhân dẫn đến cái hành vi bạo lực với bạn khác đó là do cái giáo viên đối xử không công bằng. Bạn ấy cảm thấy là giáo viên đối xử không công bằng ạ, với mình. Đó, và bạn ấy không có những cái hành vi bạo lực, không dám có hành vi bạo lực với cô, và bạn ấy có hành vi bạo lực với những cái bạn bạn khác. Và khi đó chính là cái cách ứng xử của giáo viên với học sinh, hoặc là giáo viên ít quan tâm đến đến học sinh ạ. Và luôn luôn cho rằng là có những cái bạn là học sinh cá biệt, có những cái nhóm là học sinh cá biệt, và dẫn đến cái sự kỳ thị và khiến cho các em cảm thấy bị bất mãn ạ, và buông xuôi chuyện học hành, và do vậy thì có thể có những cái hành vi bạo lực với các bạn khác và thậm chí là với thầy cô giáo.